Tại vì đa số những cái người đàn bà mà họ không cấp visa cho mấy ông chồng đi về Việt Nam một mình là họ biết là đi về đó sẽ chết. Trang khẳng định cái đấy là đúng. Trang tự tin, nhưng mà đừng có tự tin những cái gì mà quá. Tại vì mình phải biết điểm nào, nếu mà Việt Nam mình nghĩ rằng là mình về mình handle được thì mình hẳn cho. Còn nghĩ là mình yếu đuối thì mình phải nói no, và mình phải biết giải thích. Ví dụ giống như mình có chồng rất là muốn về Việt Nam, mình sợ chứ, mình cũng phải biết sợ. Xin thưa với lại quý vị khán giả của Trust Media Network, hôm nay chúng tôi có một cái chương trình mới với lại một người trẻ trung mà rất là xinh đẹp của chúng tôi ở đây là cô Kim Trang Tình Yêu, hay là gọi là Trang Tình Yêu. Thì cái mục này là cái mục mà chúng tôi sẽ nói về chủ đề về tình yêu, những cái thắc mắc về tình yêu, những cái xung đột về gia đình mà cần phải giải quyết. Thì thưa quý vị, Kim Trang Tình Yêu là một người có cái khả năng mà giải thích hoặc là gỡ rối tơ lòng cho quý vị. Về tình yêu hay tình bạn cũng được, bất cứ tình gì có cái sự liên kết. Kim Trang chỉ lấy cái thật tình, cái tự nhiên trong cuộc sống. Và tại sao Kim Trang tới ngày hôm nay có được một cuộc sống tốt, vui vẻ, trẻ trung, gia đình, mấy đứa con, bạn bè xung quanh, thì Kim Trang lấy cái kinh nghiệm của mình, tại sao mình được như thế. Và có rất nhiều người đến với Kim Trang và hỏi Kim Trang, và Trang trả lời và đã giúp cho được rất rất là nhiều người. Bởi vì mỗi người có mỗi nét, có đôi lúc Kim Trang trả lời nó không trúng với ý của bạn, nhưng mà nó lại trúng ý với nhiều người, hoặc là gợi ý cho những người chưa tìm được mấy cái cách giải quyết như thế nào. Thì Kim Trang nói cái thực tế nhất và cái rõ ràng nhất, cái tự nhiên nhất. Có đôi lúc nó thực tế quá, nó trắng ra luôn, thì để giúp cho nhau trong những cái mà gọi là cái khúc mắc của cuộc đời. Dĩ nhiên trong đời mình đâu phải lúc nào cũng vui, đâu phải lúc nào cũng được sướng, là bởi vì mình đôi lúc mình có những cái nỗi buồn mà không biết tỏ cùng ai đó. Thì thành ra là Kim Trang ngày hôm nay cũng vẫn còn mặc đồ Tết này, mới đi ra Phúc Lộc Thọ để mà chợ hoa chợ Tết và gặp anh Nam Quang ở đây để lần đầu tiên phỏng vấn cùng với anh, và lần đầu tiên gặp được tất cả khán giả của anh để mà được làm quen. Thì cứ gọi Trang Tình Yêu để cho mọi người dễ nhớ. Và chắc chắn có những câu hỏi bạn cứ hỏi thì anh Quang sẽ đọc, Trang trả lời. Bạn thích hay không thích, bạn cứ đánh để cho Kim Trang có thêm những cái kiến thức để mà cùng chia sẻ, để mà cùng tản mạn những cái gì tốt nhất. Có nghĩa là không có cái câu hỏi gì mà không được quyền hỏi hả? Hỏi thoải mái, sâu, xa, gần, bất cứ một câu hỏi gì về tình cảm, về mọi thứ. Nói chung là nói về tình hay là về nỗi lòng, về relationship giữa vợ chồng con cái, giữa tình yêu, giữa tình bạn, giữa relationship trong gia đình đôi bên. Đa số con gái của chúng ta là hay khổ nhất là về vấn đề gì, là hay bị có cái sự xung đột giữa gia đình ở bên nhà chồng á, là bởi vì tại sao. Còn Kim Trang có gia đình nhà chồng 7 người, mà từ đó Trang lập gia đình 20 năm mà chưa bao giờ có một vấn đề gì hết. Kim Trang thấy bằng tuổi của Kim Trang đi đâu anh cũng có người than là tại sao bố mẹ chồng rồi em chồng anh chồng, mẹ Trang có tới 5 cô em gái lận. Rồi mấy cô cũng có, cô làm luật sư rồi cũng này kia, nhưng mà Trang sống từ đó đến giờ và Trang rất là yêu bố mẹ chồng. Như là mình mỗi lần gọi là Trang đến liền, tại Trang cũng có cái bí quyết của Trang làm sao mà được như thế. Cái đó là một cái gọi là rất là tốt trong đời. Trên Facebook của Kim Trang là gia đình chồng, anh chị em trên dưới, họ hàng từ trên xuống dưới là có trong đấy hết. Trang làm gì cũng thấy hết. Thật ra là tại sao mà mình sống, mình làm cái cách nào, hay là về tình yêu, Trang có chồng, Trang có con, nhưng mà Trang vẫn được một cái cuộc sống độc thân. Trang làm cái gì mà Trang muốn, Trang đi đâu về cũng được chồng ủng hộ. Trang thấy trong đời cái gì nó cũng có cái kia và cái bí quyết của nó, làm sao mình được như thế. Và làm sao chứ không phải mình nhắm vô, mình hên thì mình lấy chồng tốt, hay là mình hên mình lấy chồng xấu, mình xui mình lấy chồng xấu. Nhưng mà theo Kim Trang nghĩ là
đàn bà của mình nó rất là quan trọng, là mình phải tìm cách dung hòa và uyển chuyển và coi tính tình của người đàn ông bạn, nhưng mà từ đó mình phải dung hòa theo họ, chứ mình không có thể để họ đi theo mình được. Tại vì người ta nói rằng là giang sơn thì rất là dễ đổi mà bản tính thì khó rời. Chúng ta không thể nào mà bắt người ta thay đổi để theo mình. Mình chỉ tìm cách, mình nhìn và mình coi, và mình cứ có một cái lý thuyết nào đó mình phải sống theo cái lối của người ta, rồi từ đó mình mới dung hòa đủ mọi thứ được. Thì Trang mới nghĩ rằng trong đời Trang từ đón giờ Trang lập gia đình cũng 21 năm mà Trang cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Và Trang nói là cho là kiếp sau Trang vẫn cứ muốn là đàn bà. Trang thích như thế, tại vì Trang yêu là phụ nữ và Trang hẳn diệt là Trang là phụ nữ. Thì tại sao có nhiều người nói là kiếp này khổ quá thôi xin kiếp sau để làm đàn ông. Tại vì làm đàn ông chưa chắc đã là sướng như mình nghĩ đâu. Con nít nó cũng khổ, người lớn cũng khổ, đàn ông cũng khổ, đàn bà cũng khổ, giới nào cũng có cái khổ, đúng không anh? Quan trọng là mình làm sao để cho mình đừng bị khổ. Còn nếu mà để cho mình bị khổ thì mình ở giới nào mình cũng sẽ bị khổ thôi. Cái đó là theo Kim Trang nghĩ như thế. À, Kim Trang được biết là Kim Trang lập gia đình 21 năm, có với lại ông xã 3 người con, dạ, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái công việc của Kim Trang nó làm cho Kim Trang phải là một cái người đàn bà đi đó đi đây, tiếp xúc với lại rất là nhiều người, ở trong đó là đa số là tiếp xúc với lại những khách hàng nam giới, mà nhiều khi là mình đi qua đêm, đi thâu đêm suốt sáng luôn. Có, mình nói qua đêm cũng không có đúng, nhưng mà có những cái công việc mà lâu lâu năm qua lại thấy là Kim Trang đi tới 2-3 giờ sáng mới về. Thì mà gia đình và chồng của Kim Trang ok với chuyện đó hết, đúng không? Không có bao giờ complain hay phàn nàn gì về chuyện đó hết. Thì cái đó là cái bí quyết nó như thế nào thưa Kim Trang? Cái bí quyết của mình sống với, trước tiên khi mình có chồng, ngay từ đầu mình tập cái cách nói thật. Mình đừng có nói không thật. Giống như mình đi đâu, chồng mình biết mình đang ở đâu, hay mình nói chuyện gì, hôm nay em đến nhà này, hay làm sao em ở đây. Đôi lúc mình đi là công chuyện nha. Xã giao, nếu mình đặt là xã giao là công chuyện trước, rồi sau đó mình có cái sự tương tác. Tại vì trong đời sống của mình, cái xã giao đâu phải tự dưng nó có đâu anh. Mà đâu phải tự dưng mình đi ra ngoài mình nói chuyện với bạn, mình về khuya chồng mình cho. Đôi lúc chắc chắn ai cũng sẽ không cho hết. Mình cũng không cho chồng, mà chồng cũng không có cho mình. Nhưng mà mình làm sao mình được như thế? Là bởi vì cái đầu tiên bạn phải build cái trust. Nếu mà bạn có niềm tin á, thì bạn đi đâu cũng được. Còn bạn không có niềm tin á, ở bên cạnh mình 24/24, có những cặp vợ chồng bên cạnh nhau 24/24, nói cho nó xa xa mà vẫn nghi ngờ nhau, vẫn cảm thấy có cái gian dối ở trong đó. Anh phải công nhận đó không? Tại sao? Tại vì nghi ngờ. Mà cái nghi ngờ nó giết tất cả. Tất cả người đàn bà mình sai một cái là có rất, ví dụ không có người cua. Đôi lúc mình nói chuyện cho chồng hay cho bồ mình hay khoe, hay là mình nói, nhưng mà mình nói không khéo là mình dễ tạo ra cái nghi ngờ lắm. Đôi lúc mình có mà mình còn không nói, mình phải nói sao để cho chồng mình nó yên tâm nữa. Thì cái đó là cái bí quyết của Kim Trang. Trong đời của mình, trai gái 24/24, mình cũng phải gặp, mình cũng có cái cảm xúc anh này đẹp trai quá, anh này đẹp gái quá, anh này tài quá. Nhưng mà nếu mình như vậy đó, Kim Trang có nghĩ là nếu như mà Kim Trang chưa có gặp một cái người nào đẹp trai, tài giỏi mà nó có cái sức hút mãnh liệt để mà nó kéo Kim Trang ra khỏi ông xã của Kim Trang không? Cái đó nó nguy hiểm lắm á. Trang thấy không có gì nguy hiểm. Tại vì ở trong đời mình gặp, mình có quyền mình được ngưỡng mộ. Mình có quyền mình cũng có thể được dao động. Có đôi lúc mình thấy anh này hay quá, tài quá, giỏi quá, dễ thương quá. Đó, nhiều lúc sướng quá, nhưng mà mình cái muốn đó, mình ngã vô vòng tay người ta làm sao? Không có ngã. Tại vì nếu mà Kim Trang thì nghĩ không? Mình chỉ có ngã khi nào mà mình thiếu tình yêu thôi. Nếu mà người bên cạnh mình thiếu tình yêu thì mình mới bị ngã. Trang nghĩ như vậy. Tại vì trong đời mình nếu có tình yêu chỉ một chút xã giao, chỉ một chút gì, mình ngã, mình đứng lại hay là mình tự
make up your mind, mình tự nghĩ lại rằng là chồng mình cũng có đủ điều kiện, nếu mà mình làm như vậy thì mình phải như thế nào, mình sẽ phải đánh đổi làm sao. Và cái người đó mình cũng đâu có biết họ là ai á, nó chỉ là một cái thoáng rất là đẹp bên ngoài, mình có thể rung động, làm sao mình biến người đó là bạn của mình là tốt nhất, là song hành cùng với mình và song hành cùng chồng của mình luôn, là mình vừa không có tội mà mình vừa có bạn, lúc nào người đó cũng bên cạnh mình, là cái đấy là tốt nhất, mà lại không có cái sự phạm tội ở trong đó. Thì Kim Trang nghĩ rằng là nó cũng khó, nếu mà mình biết thì chắc chắn là mình phải giấu, mình mà không giấu được khi mà xảy ra thì mình phải trả một cái giá thôi, trai gái thì cũng vậy hết rồi ạ. Giấu được thì giấu, nhưng mà cái quan trọng có giấu được hay không, mà khi mình đã làm rồi thì mình phải trả một cái giá rất là đắt, thì mình có handle được hay không. Thì cái đó nó làm cho mình suy nghĩ. Và cái thứ hai, Trang nghĩ rằng là nó cũng phải có một cái tâm ở trong đó. Cái tâm mà Kim Trang nghĩ rằng là nó nói về rằng trong đời mình chẳng sợ ai. Nếu mình trên cao, mình chỉ có sợ đứng trên cao thấy mình, thì cái đấy nó mới ngăn mình được anh ạ. Nếu mình không có đức tin á, mình dễ sa ngã lắm. Tại vì mình không có để sợ cha, mình không sợ bố, mình không sợ chồng, mình không sợ. Nhưng mà nếu mình có một cái niềm tin cậy ở đứng trên cao, nhìn thấy mình và mình biết sợ tội á, thì mình có cái điểm dừng rất là hay. Ok, cái của Kim Trang nói nó cũng đúng thôi. Nhưng mà tại vì biết sao không? Cái con người nó yếu đuối lắm. Nó có thể là chưa có gặp đúng cái đối tượng thì mình chưa sa ngã thôi. Chứ còn giống như là Nam Quang thưa quý vị. Nam Quang biết là mình gặp con gái đẹp là mình cũng sẽ dễ dao động lắm, đúng không? Đàn ông mà nước chảy đá mòn, hoặc là mình gọi là sao, đúng, nước gọi là nước chảy đá mòn, để câu nó cứ chảy hoài thì thế nào đá cũng hoặc mòn là thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bé. Yeah, nó có như vậy. Cho nên là cái quan trọng là chỗ nào, Nam Quang biết là mình dễ bị sa ngã, dễ bị cám dỗ, thành ra mình tránh đi có những cái situation đó, có những cái trường hợp, những cái scenario mà mình dễ dàng mình tiếp xúc với lại những cái người đẹp, thì mình biết là mình vô trong đó, mình vô trong cái động là mình sẽ rớt, cho nên là anh tránh đi, anh không dám vô, tại anh biết anh vô là anh chết. Thì cái đó gọi anh là đó, Kim Trang. Anh chưa có đủ skill thôi. Nếu mà cái gì anh cũng sợ, chẳng lẽ anh tránh vỏ dưa thì gặp vỏ quýt, chấm vỏ quýt thì gặp vỏ kia. Giống như người ta nói rằng là tại sao trong một cuộc sống của mình, chồng mình có thể bỏ mình một cô này thì chồng mình cũng có thể bỏ mình một cô khác. Nhưng mà cái người giống như Kim Trang ít lắm, cái người giống như Kim Trang rất là ít. Cái đó Kim không? Trang phải nghĩ là mình phải tập luyện. Luyện tới khi nào mới được? Luyện là như thế này. Đôi lúc giữa người đàn ông và đàn bà nó phải có cái sự ba lần. 50-50. Chứ đừng có xuống quá. Nhưng mà người đàn ông hoặc người chồng mình hay là người phối ngẫu của mình có để cho mình cái thời gian để mình luyện cái đó không mới được? Cái đó là luyện, mà luyện tới gọi là tố nữ tâm kinh thì không. Trang nghĩ rằng là dễ lắm. Đa số là mình bỏ nhau là mình phát xuất là từ cái gì? Cái ghen. Mà tại sao mình ghen? Tại vì mình lost confidence. Trong đời nếu mà mình chỉ có lost confidence, thiếu tự tin thôi là bắt đầu mình ghen. Mà khi nói tới cái ghen là mình bắt đầu là mình thua rồi. Nếu mà mình thấy một người đàn bà này đẹp, mình nói tại sao người ta đẹp, thôi mình phải có cái bù trừ ở cái khác. Nếu mà mình thấy người đàn bà này giỏi, tại sao người ta giỏi, mình có bù trừ một cái khác. Tức là đàn bà nó muôn mặt, đàn ông cũng vậy. Đàn ông đôi lúc, nhiều lúc họ chỉ cần có tiền thôi. Xấu hay đẹp gì, miễn sao có tiền thì người đàn bà nó dễ theo hơn. Nhưng mà đối với người đàn bà đó thì nó lại khác, người đàn ông nó còn khó hơn người đàn ông nữa. Nó phải có rất nhiều mặt, tại vì đàn ông ấy họ rất là, tại sao có người chồng, có những người vợ mà gọi là người model, là hoa hậu, là sexy, là nhất luôn, nhưng mà họ vẫn thích một cái bóng hồng khác. Tại vì trời sanh ra họ là vậy, họ giống như là một cái con ong ấy, họ giống như là họ đi chích chỗ này, thấy hoa đẹp đậu vô chỗ này đậu vô. Tại vì cái bản năng của một con người, anh không thể nào mà anh ngăn được. Con, bây giờ cái kim sinh ra là để nó chích, giống như con ong thì nó phải có cái kim nó chích, thì đúng không? Nhưng mà nếu mà người đàn bà, cái bản năng, nhưng mà nếu mà người đàn bà ở bên cạnh người đàn ông, phải làm cách nào, làm sao cho người đàn ông
không dám rời mình và đánh đổi mình với người khác thì lúc nào mình cũng có thể ở được với người đàn ông cho đến cuối Ok, đời. bây giờ để trong trường hợp của Kim Trang tình yêu với lại ông xã đi, ok, ví dụ như vậy là bây giờ Trang có dám để cho ông xã đi về Việt Nam mấy tháng trời không, rồi xong rồi Trang nói là Trang tin tưởng không? Tại vì đa số những cái người đàn bà mà họ không cấp visa cho mấy ông chồng đi về Việt Nam một mình là họ biết là đi về đó sẽ chết. Trang khẳng định cái đấy là đúng. Trang tự tin, nhưng mà đừng có tự tin những cái gì mà quá, tại vì mình phải biết điểm nào. Nếu mà Việt Nam mình nghĩ rằng là mình về mình handle được thì mình hẳn cho, còn nghĩ là mình yếu đuối thì mình phải nói no và mình phải biết giải thích. Ví dụ giống như mình có chồng rất là muốn về Việt Nam, mình sợ chứ, mình cũng phải biết sợ. Mình Trang sợ. Có sợ không? Trong trường hợp Trang sợ không? Trang có sợ. Ừ. Trang confident, nhưng mà những cái chỗ nào mình không được cái confident đó. Anh hiểu em nói không? Anh hiểu em nói không? Tại vì em không thể nói em confident giống như Cao Kỳ Duyên á. Confident cũng mất. Tại vì trong đời của mình phải confident những chỗ nào và những chỗ nào không có nên confident là cái đó gọi là bí quyết anh. Nhưng mà giờ Kỳ Duyên quay trở lại với Trịnh Hồ rồi. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà để break rồi mà quay lại rồi thì đi đây cũng gọi là cái ly nó đã đổ rồi. Người ta chỉ có nói ồ quay lại, nhưng mà nó sẽ không có được đẹp như hồi xưa nữa. Ừ. Mình làm sao mình phải để cho nó đẹp, chứ đừng có để cho nó đổ, đổ rồi lại. Thì mình cứ làm cái gì mà tốt nhất. Thành ra trong đời mình mà confident quá, mình phải lựa chỗ để mà confident. Ừ. Về Việt Nam, even Trang có là hoa hậu đẹp nhất thế giới, chắc chắn Trang cũng sẽ không có để cho chàng về một mình. Là bởi vì sao? Là bởi vì Trang không có giận mấy cô Việt Nam nha. Là bởi vì sao? Họ cũng tìm một cái gì đó họ bám để mà họ được sang đây. Họ nghèo, họ cần phải bảo lãnh gia đình. Đúng không? Thì lúc mà nhắm ngay vào chồng mình, chồng mình mê là tiêu rồi. Mình không trách được cố luôn. Mình chỉ có trách mình là tự tin quá cho chồng về một mình. Ừ. Như vậy cái lời khuyên của Trang tình yêu cho mấy cô ở đây là làm sao? Không có nên tự tin quá, không có nên rằng là nghĩ là mình ngon quá. Mình bắt buộc là nếu mà về mình phải về chung, hoặc là nói với anh là không có về, tại vì em rất là lo anh về, em sẽ mất anh. Nói thẳng ra, chứ đừng có không có nói thẳng. Nếu mà nói như vậy anh cũng đâu có nở lòng nào đâu. Ừ. Đúng không? Khi bắt đầu anh về em nói em rất là yêu anh, anh mà về rồi á, rồi em sẽ mất anh, thì anh đừng có về, tại vì ở đó gái đẹp nó bu quanh nhiều lắm, không cần đẹp luôn, chỉ cần ngọt thôi là mình cũng mất chồng. Mà ừ. Tại sao phải ngọt? Tại vì chồng mình về là tỷ phú rồi. Bây giờ bên này có một ông tỷ phú, con gái mình chắc nó cũng xao xuyến lắm, đúng ừ. không? Thì thành ra Kim Trang nghĩ đó là cái điểm, mình cũng phải biết thế nào là điểm yếu của mình để mình giữ người đàn ông của mình, chứ chứ là cái confidence của mình làm sao mà mình nói làm sao chàng nghe và đi theo cái cách của mình, thì cái đó cuộc sống của mình nó mới hạnh phúc được. Dạ. Yeah. Cảm ơn Kim Trang. Ừ. Thì đây là một cái chương trình mà chúng tôi tương tác với lại khán giả, thưa quý vị, cho nên là quý vị có những cái câu hỏi gì thì quý vị cứ đánh vô. Thì trong cái lúc mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi có thể dừng cái chương trình lại để chúng tôi tương tác với quý vị, thì chúng tôi sẽ làm vào cái thời gian hợp lý. Và ngay bây giờ thì chúng tôi có một cái câu hỏi của bạn Tú Khanh Lancaster, là cũng là một trong những khán giả trung thành của kênh Trust Media Network đó, thưa quý vị. Cái câu hỏi này cho chị Trang tình yêu là: em chào anh chị có kinh nghiệm với đàn ông Mỹ không chị? Chị thấy sao bây giờ có phong trào gái Việt Nam lấy chồng Mỹ? Trang không có kinh nghiệm về date với Mỹ hay lấy chồng Mỹ, nhưng mà Trang có kinh nghiệm về rất là nhiều người quen Mỹ tâm sự với Kim Trang. Tại vì tất cả những người mà sau khi mà bị break up, bị bỏ rơi hay là bị chia tay và quen với Mỹ rồi ấy, Mỹ nó có cái khía cạnh khác Việt Nam. Mỹ họ có thể rằng là mình nó sướng hơn, họ không có care về bạn có bao nhiêu con hay bạn có gì, nó không giống như Việt Nam. Ở bên này ấy, nếu mà bạn có cơ hội bạn quen với Tây ấy, thì nó cũng good cho bạn, là bởi vì bạn cũng phải thử, bởi vì nó có nhiều cá để cho bạn lựa chọn hơn và cái đầu óc nó thoáng hơn. Nhưng mà trước khi mà bạn đi vào với cả người Mỹ đó, bạn phải học hỏi và bạn coi cái tính của người Mỹ như nào. Người Mỹ họ rất là sòng phẳng, họ rất là ngọt, họ rất là chiều, họ rất là yêu. Nhưng mà khi họ phủi, họ còn
phủi thẳng cánh cò bay hơn, chứ họ không có dây dưa thì bạn phải chấp nhận cái đó. Còn nếu ngoại trừ bạn có một cái kinh nghiệm mà kết hợp vừa Á Đông mà vừa Mỹ là tuyệt vời, là bạn có thể có cơ hội good hơn là người Nam. Đó là cái mà Trang nói, cơ hội bạn cứ đi, nhưng mà bạn phải học. Và bạn biết là người Mỹ họ rất là thẳng, nhưng mà họ hay có cái kiểu tiền ăn và tiền em, hay là ký hợp đồng gì đó. Nếu mà người đàn ông, Trang thấy bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, Mỹ mễ tàu Việt Nam hay gì, trước tiên nếu mà bạn lấy được cái trái tim của người đàn ông ấy, thì bạn có tất cả. Bạn đừng có đánh đổi. Nếu mà bạn không lấy chọn cái trái tim của người đàn ông á, thì chắc chắn là bạn sẽ không có được như mình muốn. Giống như bạn có thể lấy một anh chồng này, nó rất là giàu, là triệu phú chẳng hạn, thì có cả bạc triệu, nhưng mà Hi chỉ nói phải ký hợp đồng trước nè. Nguyên cái ký hợp đồng là Trang biết là sẽ có cái sự chia tay rồi. Anh phải công nhận không? Tại vì trước khi mà lấy với một người này phải ký hợp đồng là người ta đã tính toán trước rồi. Rồi cái đó người ta chưa có yêu mình chọn cái trái tim. Anh hiểu em nói không? Thật ra Nam Quang không có đồng ý với lại Kim Trang một Trang phần. Lấy cái phần trăm thôi. Cái phần trăm trừ khi nào bạn thấy tôi chịu cái phần đó, thì bạn cũng phải chịu cái rủi ro chia tay trong cái phần đó. Tại vì thật ra những cái người mà họ có gia tài đó, cái số người mà đào mỏ rất là nhiều. Ok Trang, nếu như mà anh là tỷ phú, đúng không? Thì cái số lượng người mà muốn nhà vô lấy anh rất là nhiều. Không, bây giờ mình không có biết được là những cái người đó là những người thật sự yêu mình hay không. Cho nên em thấy rõ ràng, ngay cả Tổng thống Donald Trump, ông khi mà ông lấy bà đệ nhất phu nhân Melania đó, ông cũng có contract là cứ mỗi một năm mà sống với ông thì sau khi ly dị là sẽ được trả $1,000,000. Ví dụ sống với ông 21 năm thì khi ly dị sẽ được coi như là đúng, là cái đó mình cũng có thể chọn. Nhưng mà nếu mà người đàn ông quen mình mà cưới mình, cái đó là một bước tiến của tình yêu rồi. Một bước tiến của tình yêu. Mà nếu mà người ta cưới, quan trọng khi mình quen người đàn ông mà đã yêu mình mà muốn cưới mình, thì Trang thấy cái tình yêu nó cũng đã đi hết 80% rồi. Nếu mà người đàn bà ở với người đàn ông mà được cưới là mình đã nắm 80%, còn 20% là mình uyển chuyển trong cuộc sống, là trong đời nó có thể tụt xuống dưới 50%, hay nó lên 100, hoặc là 60%, thì cái đó là do người đàn bà, là nếu mà hoặc là đàn ông lấy đàn bà ngược qua ngược lại, là do mình uyển chuyển thôi. Thì khi mà người ta ký như vậy thì Trang nói là người ta không có cho mình 100% trái tim, nhưng mà mình chấp nhận người ta cưới mình rồi là 80% mình đã thành công, là mình đã lấy được 80% trái tim của người đàn ông rồi. Thì người đàn ông cưới đâu phải dễ đâu anh, đúng không? Thì còn 20% đó thì bạn uyển chuyển, nhưng bạn có thể thấy rằng là mất 20%. Còn khi người đàn ông mà trước khi đến với bạn mà cùng nói rằng là chúng ta, em có bao nhiêu, anh có bao nhiêu, chúng ta cùng chia, chúng ta cùng share, là bạn lấy được 100%. Rồi sau đó bạn ở với ông xã, bạn uyển chuyển như thế nào, có giữ được hoài như vậy không, là nó còn theo một cái cuộc sống dài. Tại vì nó có thay đổi anh, thời gian nó thay đổi, và chúng ta cũng phải thay đổi liên soàn soạt, chúng ta cũng phải update anh. Có những người, tại sao Trang nghĩ có cái sự mà dễ ly dị, tại vì khi người đàn ông người ta tân tiến quá, người ta đi nhanh quá, còn người đàn bà cứ dậm chân tại chỗ, không có chịu thay đổi. Anh hiểu em nói không? Giống như là biết chắc chắn là khi anh lấy cổ, là lúc đó anh và cổ yêu nhau 100% rồi, 50-50 mới lấy được nhau. Nhưng mà khi mà anh lấy về rồi, đùng một cái, trước đó dễ thương lắm, sau này cân kiệu, coi thường, là bắt đầu tưởng ta đây là ngon, là cái đấy cũng sẽ dẫn đến ly dị. Hoặc là nếu mà ông chồng mà làm việc nhiều quá, mà bà vợ tối ngày chỉ thích ở trong nhà, chẳng đi đâu, để mặc chồng muốn đi đâu thì đi, quần áo cũng chẳng có update theo thời cơ, chồng ra ngoài nhìn một người nào đó tươm tất sạch sẽ, dễ thương, là dễ sa ngã lắm. Chỉ có ngoại trừ còn chút tình cảm với vợ thì giữ thôi, nhưng mà người ta có thể đi hai hàng, vừa có bồ vừa có vợ, mà trong khi đó vợ mà không có làm về tài chính thì chuyên phụ thuộc vào đàn ông, thì đàn ông thì nó sẽ có cơ hội nắm hai ba đầu. Cái đó là em nghĩ như thế. Có một cái câu của người Việt mình là ăn cơm tàu ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. Thì Kim Trang nghĩ sao về cái câu đó? Cái trong câu đó mình đó... không thấy có gì là Việt Nam hết. Câu của người Việt Nam, nhưng mà cuối cùng là ăn cơm tàu ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. Đối với Kim Trang nghĩ cái đó là hồi đó mình ở Việt Nam, cái câu châm ngôn nó nói như thế. Bây giờ Trang phải đổi lại á,
lấy vợ Việt Nam ăn cơm Nhật ở nhà Tây. Phải tại coi ở Cần tại Thơ. vì đồ Nhật ấy nó tươi, nó fresh hơn, đồ đồ tàu nó rất là mỡ, nó rất là bị không có đủ cái healthy. Còn Trang nghĩ Việt Nam mình, Trang vẫn hãnh diện, người Việt Nam mình rất là giỏi về chịu đựng, đẹp nữa, đẹp Là người nữa. con gái Việt Nam Trang á vẫn hãnh diện người Việt Nam, hả? còn những cái tàu hay là cái gì, Trang nói thật, Trang vẫn hãnh diện mình là người Việt Nam và mình vẫn thấy nó đẹp hơn tất cả những người nước khác, Trang nghĩ như thế. Tại vì cái bản tánh của người Việt Nam mình nó qua 1.000 năm đô hộ rồi, thì cái chịu đựng, cái học hỏi của người với cái lai nó đẹp, anh hiểu không? Cái lai của người đàn bà Việt nó rất đẹp, ngoại trừ bị lai tàu nhiều quá mắt mới hí, phải không anh? Nó lai tàu hay là lai gì quá Không. thì người đàn bà nó không đẹp, chứ người Việt Nam mình Trang thấy rất là đẹp. Và nói là vợ Nhật, tại vì cái tánh của Nhật người ta nhu mì, nhưng mà cái đó là cái culture thôi anh, culture Mỹ, culture Việt. Thì Trang là người Việt, Trang vẫn là hãnh diện Trang là người Việt thôi, chứ Trang chẳng muốn Trang là người nước nào cả. Nhưng mà cái câu đó nó không có hàm ý là lấy vợ Nhật là tại vì cô người Nhật đẹp, con gái Nhật đẹp, mà là Mà cái là vấn đề chịu là cái đựng. tính tình đó. Nhưng mà cái đó là cái hồi xưa cái cổ lỗ sĩ là chịu đựng, lúc nào về phải có thau nước, ở đấm mốc, cái đó là sướng cho đàn ông thôi anh, nó không có sướng cho đàn bà. Em là đàn bà em đâu có muốn thế, em cũng muốn được chồng yêu, chồng quý và chồng cưng chứ. Còn nếu mà mình làm gái Nhật, cái đó là cái ước ao của người đàn ông nói ra, người đã ước ao của người đàn ông nói ra. Còn Kim Trang nghĩ là bây giờ chồng Tây, chồng Tàu, chồng gì Trang cứ thấy, miễn sao là chồng tốt và yêu mình, ủng hộ mình là Trang chịu ạ, chứ không có cần phải nước nào cả. Thì đó là cái quan niệm, em là người đàn bà em nghĩ nó là như thế. Thật ra cái có nhiều người coi như mà Nam Quang biết đó thưa quý vị, họ có cái gọi là cái điều kiện để mà họ date, đúng không? Họ họ quen nhiều bạn gái, họ trải qua nhiều đời vợ, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đó, là Mỹ trắng, Mỹ đen, rồi Nhật, Đại Hàn, Việt Nam, người Hoa. Thì đa số họ có một cái kết luận như vậy. Khi mà những người đàn ông con trai ngồi lại nói chuyện với nhau đó, thì họ vẫn chọn, nên là đàn ông Việt Nam nha, đang nói đàn ông Việt Nam Đúng nha, đúng. họ vẫn chọn là con gái của Hàn Quốc với lại con gái Nhật là trên những người phụ nữ Việt Nam. Thì cái lý do mà họ nói cho tới bây giờ luôn, chứ không phải là cái văn hóa hồi xưa nha, Đúng. là những cô gái Nhật với lại Đại Hàn đó, họ chiều chuộng chồng hơn là những cô gái Việt Nam. Họ thí dụ đi về nhà thì một cái cô gái Hàn Quốc là sẽ đem cái khăn ướt hay khăn nóng gì đó ra cho chồng lau mặt, xong rồi hỏi how are you, nào, anh có đi làm về có mệt hay không. Rồi thí dụ cái cô gái Nhật thì ok là anh có ấy không, bưng ly nước ra, nước lạnh ra, ok. Thì đó là cái mà phần lớn những anh em mà đã có cái cơ hội trải qua những cái cuộc tình với hoặc là lấy người vợ Nhật với lại vợ Đại Hàn đó, thì là người ta chia sẻ là như vậy. Còn cái vấn đề nó hơn nữa, nó có đúng hay không cho tất cả những trường hợp khác thì mình không dám nói. Cái đấy thì Trang nghĩ cũng đúng, tại vì cái culture người ta luyện cho người đàn bà nó như thế. Thành ra khi người ta đến, người đàn ông chỉ cần người vợ hiền, chiều mình, thì họ chỉ có lo đi làm về, bên cạnh đã có vợ mình, họ yên tâm, họ không có rung và không có lo một ngày nào đó vợ mình mất. Đó là cái culture. Nhưng mà Trang cũng nghĩ cũng tùy, có những gia đình, có những cái luyện con gái như thế nào, thì có nhiều người đàn ông cũng đâu có thích người vợ như thế. Nếu mà người đàn ông confident, nhiều người cũng thích lấy vợ là tài tử, lấy vợ là bác sĩ, hay lấy vợ even khô khan, họ vẫn có một cái mục đích gì để chọn người vợ đó là của mình. Nhưng mà quan trọng nếu mà biết mà dung hòa thì dạng nào họ cũng có thể lấy được. Nhưng mà Trang nghĩ cũng ăn thua ở người Ồ, đàn ông và người đàn bà nhưng rất mà là nhiều. những cái cô gái mà anh đề cập đến không phải là họ là gọi là housewife, họ là những người mà họ cũng đi làm, họ cũng có trình độ, nhưng mà cái cách mà tương tác, cái cách mà họ đối xử với lại một người chồng, người vị hôn thê của họ đó, nó khác cái cách mà đa phần
người phụ nữ Việt Nam đối xử với lại người chồng chồng Thì Việt Trang Nam. thấy nó cũng là cái đúng. Tại vì nếu mà người ta tâm sự như vậy thì mình tin nó là sự thật. Tại vì người ta hãnh diện, người ta khoe mà. Đúng Đúng không? rồi, người ta Người khoe ta đó. hãnh diện, người ta khoe. Nhưng mà có mấy người nào mà đi theo mà lấy được giống như anh chàng đó? Tại sao biết như thế mà sao không đi lấy vợ Nhật và lấy vợ Đại Hàn giống như là anh ấy nói đi, mà sao vẫn cứ đi về Việt Nam và lấy người Việt Nam của mình? Không, tại vì cái Nếu cơ mà hội thật để mà mình sự tiếp xúc nó khó hơn là cái cơ hội, thì nếu vậy đúng thì không? anh nghĩ không phải cơ hội là cái skill. Nếu mà người Nhật với cả người người Korean mà lấy người chồng như vậy, người ta cũng đòi hỏi điều kiện người chồng đó mức độ như thế nào, trình độ làm sao, cư xử như thế nào thì người ta mới chọn lấy. Thành ra nó mới có ít cái số người lấy. Cái gì người con gái người ta chọn chồng nó cũng đâu có phải đơn giản. Nếu mà anh với được ở đâu thì anh ở đó thì anh cũng phải cực như thế và trả một cái giá như thế, phải như thế thì mới được chọn. Đúng không anh? Chứ đâu phải là người ta lấy đại đâu. Mà khi người ta lấy rồi, người ta ở được với nhau thì lúc đó khi mà ngồi nói ra như vậy, người đàn ông Việt cảm thấy rất là thích. Nhưng mà nhìn lại bản tính người đàn ông Việt thì so với những người đàn ông Đại Hàn, so với những người đàn ông Nhật, người ta cũng nói đâu có bằng. Tại vì người đàn ông Việt mình nó họ spoil quá, họ gia trưởng quá, thành ra là ít, người ta ít chấp nhận hơn, ngoại trừ những người này có cái máu Tây một chút, mất qua mất lại thì mới lấy được những người vợ như thế. Rồi, cái vấn đề nãy giờ Nam Quang nói là người đàn ông Việt Nam ở Mỹ nha quý vị nha. Cái đó chứ Nam Quang không có dám nói đề cập đến những người đàn ông Đúng đúng. Việt Nam ở Việt Nam. Và cái tư tưởng Kim Trang cũng rất là Mỹ luôn, nó có vẻ là nghiêng về cho người phụ nữ làm sao để cho mình được sướng. Nếu mà Trang mà nói theo cái lý thuyết mà gọi là mình Em phải phải dùng cái nhu chữ mì, happy, happy, hạnh phúc, chứ hạnh rồi em phúc, dùng cái chữ sướng. sung sướng, Sung sung sướng sướng nó cũng vậy thôi. hạnh phúc này. Tại vì khi mà Trang ở Mỹ này lâu rồi, cái từ nó không có được exactly, cứ nhớ cái nào thì quý vị cứ thấy nó na ná là ná. Ví dụ Trang nói được sung sướng, được happy, cho là sung sướng cũng được luôn. Thì tại vì mình không có thể nào, tại vì nếu mà Kim Trang như thế, Kim Trang lại nói theo kiểu Việt Nam thì những người Việt Nam thì có thể đã có cái tính ở Việt Nam rồi, có thể nghe Kim Trang nó sẽ rất là lạ. Nhưng mà nếu mà áp dụng một chút á, thì mọi người nó có một cái cách khác hơn để cho mình sống. Còn nếu mà Kim Trang nói theo cái kiểu Việt Nam thì người ta hay nói từ là công dung ngôn hẳn, phải thùy mị, phải ngoan, rồi phải hiền. Đàn ông mà chẳng thích vợ Ok. ngoan vợ hiền. Rồi, ok, bây giờ hiện giờ là ở trong diễn đàn đang có 27 người đang coi. Thì bây giờ Nam Quang thử hỏi coi là có bao nhiêu đàn ông và bao nhiêu đàn bà, ok? Ok. Ok, bây giờ ai là đàn ông thì cho số 1. Và ai là đàn bà thì cho số 0. Nam Quang chờ chút xíu nha. Ồ, này hay nha, lần đầu tiên Kim Trang ngồi đây và talk show, Kim Trang chưa bao giờ mà ngồi đây để mà nói chuyện. Trang là tự nhiên luôn, không soạn thảo, không gì, phải không anh? Và cũng chưa bao giờ lên YouTube. Anh nói thấy Trang nói chuyện dễ thương quá, đặt cho Trang đó là Trang tình yêu, cho mà thích thì tình yêu. Anh nói Trang ngồi đây Trang nói chuyện thì bây giờ Trang nói về đàn ông đàn bà như là không biết, Trang chỉ biết là cái cuộc sống và cái thực tế của Kim Trang là như thế thôi. Mọi người cứ đặt câu hỏi nha, tại vì nó cũng dễ thương để cho mình tản mạn đó mà. Đồng ý hay không đồng ý thì gọi là mình chưa có biết đó. Anh nắm một chút, Trang chạy vô đây một chút nha. Xong, Nam Quang đang chờ mọi người chút xíu. Đang cứ đi. Ra chưa? Mặc dù là có 26 người đang đang Vui coi, nhưng mà cái quá số người mà response thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 người.
Nói sơ đông đi Thì anh. coi như là số mà có người đánh vô số 3 là bạn Michael đánh vô số 3, không biết là bạn Michael, này Michael dễ thương. số 3 này Sáu là là gì? giờ Sáu là mình nói số một. là nữ, nam là số 1 mà nữ là số 0. Bây giờ Vậy bạn là Michael đánh vô số 3, chắc bạn Michael ở chính giữa hả? tức là nam nữ gì cũng được, rất là À, dễ thương, em thích như thế. Là bởi vì mình bây giờ mình Tây hóa rồi, mình cứ thổ lộ tất cả những cái thật thà của mình, chẳng cái gì mà sợ cả. Mình ở một cái nước tự do, mình cũng phải tự do và chẳng thích luôn cả người thứ ba. đó Chẳng là thích giới làm bạn với giới thứ ba luôn. cái đó là giới Tại tính thứ vì ba. nói chung là cái người mà thứ ba đó nó có một cái thông minh cực kỳ. Họ kết hợp giữa hai bên, họ rất là sắc nét và rất là họ rất là thông minh. Thật ra mình có bạn những người đó mình cũng rất là được lợi. Phải không Thì anh? là ví dụ gì? Lợi là tại vì cái ý kiến của họ nó có một cái lạ. Cuộc sống của mình cần sự xã giao anh. Thành ra là mình khi mà họ có nhiều cái idea hay lắm, họ bên này họ bên kia, thành ra nó cũng làm cho mình có một cái kiến thức để mình hiểu biết. Để mình hiểu biết mình xã giao trong cuộc sống của mình á. Nếu mà mình xã giao mà mình có mọi người lúc nào cũng xung quanh mình, không có làm ghen ghét, không có gì, mình có bạn thì bao giờ nó cũng tốt hết cho mình. Em thích như thế, em thích mới, thích lạ, em thích mạo hiểm và em thích xã giao. Lớn bé già trẻ, nếu mà bạn xã giao nam cũng được. Và quan trọng người phụ nữ hay cái này. Bạn Mai Phạm nói là bi kìa, là bisexual, là Đó, có người đúng chính y giữa. chang như vậy. Thì nếu mà bạn có câu hỏi gì ông hỏi Kim Trang đi, Kim Trang sẽ trả lời cho bạn liền. Thật ra là trong đây là có 6 âm đúng không? Nữ là một hay là Nam là một mà nữ là zero. mấy anh muốn hỏi đi, tại vì Trang dành về phụ nữ lắm. Thật ra mấy anh đang yêu hay bị sao, bị con gái như thế nào, anh hỏi là biết cách trả lời thẳng cánh cò bay luôn á. Tại vì Trang xả ra rất là nhiều bạn gái và biết cái mắn làm sao, biết do nhiều lúc người đàn ông không có biết người đàn bò đâu 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 để mà mò. Không biết nắng sớm chiều mưa, tại sao hôm nay thế này, tại sao ngày mai thế kia, người nàng có phải là người yêu mình không, nàng có bắt cá hai tay không, cứ hỏi kênh Trang nói thẳng hết luôn. Ok, nếu như mà trong lúc mà chờ đợi quý vị đặt câu hỏi thì Nam Quang sẽ đại diện cho Phải nam khán thính giả để ở đặt khán một thính cái câu giả. hỏi, tại vì cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà cũng khá nhiều đàn ông con trai Việt Nam than phiền. Ok, là tại vì sống ở Mỹ đó, quý vị nên biết là cái vấn đề về về sex, về tình dục á, người ta thoải mái hơn ở bên Việt Nam. Ok, thì nó thoải mái, nó dễ dàng hơn. Thì người đàn ông Việt Nam họ nói là date với lại những cô gái Việt Nam á, để mà đi đến cái chuyện mà sex á, thì nó mất công quá, mất thời giờ quá, là cứ phải dẫn đi ăn rồi làm những cái mà romantic, mua hoa, đi coi phim suốt à, nhiều khi cũng không được cái gì hết. Trong khi là date với lại con gái Mỹ á, thì rất là nhanh, rẹt 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 cái là xong. Thì cái Chị đó thì sao, theo Kim Trang là người nữ đó, thì Kim Trang nghĩ Kim sao? Trang nghĩ là cái gì cũng easy come easy go, tức là cái gì đến với mình dễ thì nó đi cũng dễ. Nếu mà mấy anh mà quen mấy cô mà đi vòng vòng, mấy anh phải tìm một cái bí quyết nào nó đến nhanh nó mới là hay. Nhưng mà ngoại trừ nhá, ngoại trừ là nếu mà mấy anh gọi là player, gọi là dân chơi thì lại khác. Nếu mà dân chơi thì làm cái cách nào đến, họ có đủ mọi cách để làm cho người con gái đó tới xong rồi đi. Nhưng mà nếu mình chơi, mình open ngay từ đầu, tại vì người đàn ông, người đàn bà khi gần nhau về tình dục, về tình cảm cũng được xứng như nhau thôi. Đúng không? Có nhiều người đàn bà Việt Nam ăn chơi tôi, ăn bỏ tôi, ăn là người phú phàng, ăn người sở thanh, không có được. Nếu mà mình chấp nhận làm tình với nhau rồi thì khi mà chia tay đừng có lấy cái đó chỉ trích người đàn ông. Mình phải nói hẳn như vậy luôn, tại vì làm sao? Con gái họ cũng khao khát. Nếu mà họ giữ mình thì họ giữ mình ngay từ đầu. Kim Trang nghĩ rằng không một người đàn ông nào mà đến với người đàn bà mà làm tình được nếu mà người đàn bà không cho phép. Còn đã cho phép rồi, doesn't matter. Đã cho phép rồi thì đôi lúc mình phải chịu trả cái giá của nó. Cái thứ nhất là mình biết là mình dễ dãi quá thì mình cũng phải trả giá.
hoặc là mình have sex trước hôn nhân, mình have sex thử, mình cũng phải trả giá. Tại vì người đàn ông họ đến với mình là gì? Là để được yêu, để được mất lớp. Nhưng mà người đàn ông mất lớp xong á thì lại hết yêu. Có thiệt không? Không hết yêu lúc đó, là tại vì sau đó chỉ có cái personality, cái tính cách của mình á thì nó mới giữ lại mình. Còn người đàn bà đó, yêu thì mới cho, mất lớp. Nhưng mà càng mất lớp thì càng yêu. Mà yêu yêu đi luôn, bắt đầu chói luôn này, cuộc luôn. Có nhiều anh thấy cô này cột tay cột chân lại luôn, mấy anh sợ quá, mấy anh chạy. Nhưng mà tại vì mấy anh không còn hiểu. Còn là sao, là lấy dây da cột cái xong rồi lấy đánh bật. Không, bật, tại bật vì mấy anh cũng phải hiểu. Tại vì khi người đàn bà mà mất lớp với người đàn ông á, người đàn ông mất lớp xong có thể bỏ qua một bên làm việc này kia, nhưng mà người đàn bà mất lớp xong rồi họ nhớ điên luôn á. Họ cứ nghĩ người đó là của mình, là bắt đầu cái ghen tuông, cái gọi phone, cái kiểm soát. Mà cái kiểm soát người đàn ông không muốn. Nếu mà Kim Trang nói như vậy thì đúng là như là có nghĩa là người đàn ông khi mà họ làm tình xong đó thì cái đó chỉ là làm tình thôi. Còn thí dụ mà người đàn bà, cái này anh nói không biết có đúng hay không nha. Anh nói đi. Là cái người đàn bà hay là cô gái đó, người phụ nữ, người nữ đó mà khi mà làm tình xong có nghĩa là họ cảm thấy họ đã trao cho một cái gì đó mà người ta bên Việt Nam mình nói là hay là cái ngàn vàng đó, đúng không? Thí dụ mà người đó còn chinh tiết đi thì còn khủng khiếp hơn nữa, đúng, là đúng, nói đúng. Là em đã hiến dâng cho anh tất cả rồi, thành ra coi như là anh sẽ thuộc về em, hay anh phải có một cái trách nhiệm gì đó. Đúng, đúng. Đúng không? Anh phải lấy em hay là gì đó. Nhưng mà đối với lại con trai người đàn ông thì cái đó chỉ là tại vì người con just gái, sex. Nhưng mà anh hiểu rằng người con gái nó không hiểu được cái đó. Người con trai với người con người gái con gái Việt Nam thôi chứ không phải là người con gái Mỹ. Nếu không? Mà người con gái Mỹ mà virgin nó cũng than giống như vậy thôi. Tại vì là còn chân nó cũng than như vậy, là tại vì nó không hiểu. Nó cứ nghĩ mình chiếm tôi rồi xong mình chạy. Nhưng mà người đàn ông tham gia là để dụ. Nhưng mà tại chân, sao? Nhưng mà tại sao lại dùng cái chữ là chiếm đoạt? Không, tại đúng vì không? Tại vì lúc đó người đàn ông hay nói cái sao? Đó là cái chữ. Nó anh hiểu, anh phải nói người đàn ông khi gần người đàn bà thì dĩ nhiên là muốn được âu yếm, được ôm, được gần, tại vì người ta yêu thật lúc đó. Người ta sexual, người ta, hoặc là không cần yêu, cái sexual của người ta nó lên, người ta muốn được ôm, muốn được hôn. Even người đàn bà họ không thích, họ cũng đâu có muốn gần, ngoại trừ họ say thôi. Còn họ không say, họ cũng muốn được gần mình yêu vậy, đúng không? Thì ngươi khi mà ngồi cạnh một cô nào cứ nói đại đi thì cô nào dễ thì bị thôi, anh sẽ cưới em và ngày mai em cho anh đi, cái lúc đó là người ta nói thật. Nhưng mà vậy, đến cái lúc mà xong rồi là chết cha rồi, chết cha rồi. That's why là người đàn bà không bao giờ được nghe dụ. Tốt nhất là cưới mình, hẳn cho have sex. Còn nếu mà have sex xong rồi mình lỗ. Em nói như vậy, mấy bà mà nghe show này đừng có làm cái kiểu đó. Chắc làm. Tại vì chắc. Nói như mấy ông lỗ chứ. Không có lỗ. Tại làm vì sao không cho em lên show nữa? Không có lỗ. Tại vì người đàn bà biết cái chuyện đó mà người đàn bà không làm được. Cái đó mới là hay. Người đàn bà không làm được là tại sao? Muốn tránh người đàn ông là phải tránh những chỗ tối, tránh những chỗ riêng biệt. Là tại vì người ta biết tránh, nhưng mà người đàn ông đi vô phòng của anh đi, coi một bộ phim thôi mà, anh chẳng làm gì hết. Mà thật lúc đó ông đâu có muốn làm gì đâu. Nhưng mà ngồi ở trong phòng chỉ có hai chúng ta, mà ngoài kia trời mưa, thì chẳng nghĩ không làm gì nó cũng ổn. Anh hiểu béo nó, tức là mình tạo cái cơ hội cho người đàn ông gần, lỗi tại mình nữa chứ không phải ngồi đến người đàn ông. Hồi xưa em đi date, em biết mình cũng yếu lòng chứ. Nếu mà mình ra biển, mà trời tối chỉ có mình với chàng ở trong phòng, không xảy ra mới là chuyện lạ. Thì mình phải tránh, mà người con gái phải tránh, muốn là phải tránh, mà tránh làm sao? Mình phải đặt cái goal của mình. Tại vì người đàn ông muốn người đàn bà là tại vì họ yêu, họ gần, thì khi đó có một cái gì mới bên ngoài họ dễ sao động lắm. Mà người đàn bà giữ lại người đàn ông lúc đó nó khó hơn. Tại vì người đàn bà khi mà làm tình với người đàn ông á, là những cái chemical á, nó xây lên, nó làm cho cái quyến luyến càng gần, là người đàn bà càng phụ thuộc vào người đàn ông. Thành ra người ta nói giống như là cái xương sườn, người đàn ông có thể bỏ qua. Đó, thì chỉ khi nào mà lấy bên cạnh mình đi, xong rồi về tối mình nằm trên giường mới biết ảnh vẫn là của mình. Chứ còn lúc mà mình make love mà ảnh không bên cạnh mình, ghen all the time. Ghen, mà người đàn ông mệt chết đi được, mà lúc lấy về chẳng nghĩ người đàn bà cũng bị lỗ nữa. Ngoại trừ những người đàn bà trap nha. Dùng cái đó để trap những người đàn ông ngây thơ. Thì người đàn ông ngây thơ cũng khổ giống như mấy đàn bà thôi. Đâu khác gì đâu. Nếu mà người đàn ông chưa trải qua mà gặp một người đàn bà sàn sỏi, lấy về cũng bị khổ như mấy cô thôi. Em nghĩ thế. Cái gì mình cũng phải nghĩ đến cái sự công bằng, nam bình đẳng.
Thì chắc không phải là Trang nói gì hết, nhưng mà nói về cái vấn đề là nếu người đàn bà hiểu được cái đó phải biết giữ mình thoáng thoáng thôi, anh cưới em hay là đi càng chậm càng tốt. Chứ bây giờ em hỏi anh quen được có, người ta còn nói là chỉ có một đêm thôi, tình một đêm gặp nhau cái lên giường rồi ngày mai biết đâu mà lấy. Anh có sợ không? Anh thấy cô đó đẹp lắm, sexy lắm, ngay đêm đó anh gặp cô đó, anh make love với cô đó, anh có dám ràng buộc cả đời anh vô với cái người phụ nữ đó không? Anh không dám. Cái đó khi mà trong cơn say thì là Có dễ khi chết không cần lắm. say luôn, có khi người con gái say cũng dễ để người con trai lợi dụng nữa. Nếu mà mình là một người đàn bà mà đi ra ngoài mà gọi là uống rượu đi club gặp một anh chàng này đẹp trai, chưa chắc anh chàng đã là say, anh vô anh kiếm gái thôi. Nhưng mà mình say trước khi mà anh kiếm thì đến lúc đi ra xe mình đâu còn tỉnh táo nữa đâu. Thì why not? Why not? Người đàn ông nghĩ rằng là why not? Bây giờ đẹp quá, dễ thương quá, cái tình dục họ nổi lên thì họ yêu đương thôi, tại vì họ là đàn ông mà. Nên là mình cũng tạo điều kiện, even người đấy có đàng hoàng mấy thì đàng hoàng, nhưng mà nếu mình tạo điều kiện cho người ta, không phải tạo điều kiện, mình làm cái đó nó xảy ra, mình uống rượu say xong bảo người ta giữ mình cho mình đâu có được. Em nghĩ nó là như thế đúng không anh? Tại mình say mình nằm trên đấy, còn chàng chàng ngồi đấy ngắm mình à. Chắc em là đàn ông em cũng không ngắm được. Nó có những cái trường Anh hợp như chờ vậy. em 1 phút rồi em chạy vô, anh nói đi, anh nói 1 phút Ok, kịp bé chạy lại. 1 phút nó lâu lắm đó. Thưa quý vị, trong cái trường hợp mà thường mình hay coi phim, nó có những cái scenario như vậy, là một cô gái lúc mà buồn một cái chuyện gì đó, xong rồi đi club, là đi vô trong những cái quán bar đó, quán rượu đó, rồi xong rồi uống rượu rồi say, lúc đó gặp một cái chàng trai, thì thường là cái chàng trai đó đưa cái cô gái về tới nhà, xong rồi cô gái sáng hôm sau là mở mắt dậy thì thấy đang mặc đồ của cái chàng trai. Cô ta là hoảng hồn luôn, nói ủa, như vậy có nghĩa là anh ta đã cởi cái bộ đồ cũ đó của mình ra rồi, và để mặc cái bộ đồ mới vô rồi, cái bộ đồ của anh ta rồi, thành ra anh ta đã thấy hết tất cả rồi. Thì nguyên một cái, thường cái ẩn ý ở phía sau đó là nó giống như là nó xây dựng cái hình ảnh của một cái người đàn ông mà họ có thể họ giữ lòng của họ lại được, là trước cái sắc đẹp đó, khi mà cái cô gái đó đang bị say mà có thể lợi dụng được, nhưng mà anh ta là đàng hoàng tử tế, anh ta chỉ thay đồ cho cô ta thôi, và anh ta không có đụng chạm gì tới cô đó. Nhưng mà mình thấy buồn cười ở chỗ rồi, cũng đâu có cần phải thay đồ đâu quý vị, đúng không? Cô ta say mà có thể đem về nhà để lên giường cho cô ta ngủ, đâu cần gì phải thay đồ ra. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này là đạo diễn họ muốn là cởi đồ của cô ta ra, nhưng mà cuối cùng không có làm gì hết. Thì cái đó là cái mà mình thấy nó rất là buồn cười cái chỗ đó. Thì quay lại cái câu chuyện của chúng ta, thì chúng ta là những cái người mà đang tương tác với nhau đó, thì ở trên trên chat room thì Nam Quang thấy có bạn Tammy Nguyễn. Bạn Tammy Nguyễn nói là cái này chắc có thể là cái câu hỏi cho chị Kim Trang phải không Tammy? Ok, nếu mà cái câu hỏi cho chị Kim Trang thì chị Kim Trang đây chuẩn bị vô để mà trả lời. Sorry nha, tại vì hôm nay nó có nhiều cái chuyện ra, Kim Trang cứ phải chạy ra chạy vô. Kim Trang chào chị nào nhỉ? Tammy. Hai Tammy dễ thương. Ok, Tammy Nguyễn có nói là nhưng khi người đàn bà đã tự hiến thân rồi thì đâu bắt người chịu trách nhiệm được, Kim Trang. Làm sao? Không bắt ai chịu trách nhiệm. Chắc không bắt người đàn ông đó, đúng không? Đúng không, Tammy? Không Đúng bắt người đúng đàn đúng. ông chịu trách nhiệm, Không, phải không? nhưng mà vẫn bắt được, tại vì người đàn ông gian dối quá, hứa nhiều quá. Mình phải biết rằng là người đàn ông hứa, người đàn ông hứa lúc đó thôi, hôm sau họ quên liền. Tại vì trời sinh ra là để dụ mà, để hứa. Giống như cái hoa này, nó tỏa hương ra để cho con ong nó chạy đến nó chích. Người đàn ông cũng có tội, chứ Nó không hút phải là không. mật chứ không phải chết. Nó hút mật. Em cứ thích thì cái người đàn ông đấy là cũng có tội, chứ chết. không phải là tội nói dối, tội gian trá, tội dụ. Cái là tội, nhưng mà tội đấy tội trước mặt Chúa, tội trước mặt ai thôi. Còn trước mặt mình cũng chẳng có tòa để làm chứng cả. Và mình phải biết người đàn ông họ phải như thế để họ được gần mình, ôm mình, để make love với mình. Tại vì họ là đàn ông, cái natural nó là như vậy, họ đâu phải là BD đâu.
Nếu mà họ gần mình không hỏi mình á thì họ đâu phải là đàn ông, đúng không? Thì thật ra Kim Trang nghĩ đó là cái thực tế nhất, thì khi mình có con mình cũng phải già, mình nói sao mình vẫn bắt buộc được trách nhiệm, nhưng mà người ta không trách nhiệm sao nếu mà gặp người tốt, người ta nói, người ta giữ lời. Nhưng mà đa số được rồi nó ít giữ lời lắm, thì mình phải có một cái bí quyết gì khác để mình giữ chân chàng lại, nhưng mà nó hơi khó hơn, nó hơi khó hơn thôi. Có một cái này mà Nam Quang nghĩ là nó rất là phổ biến nè. Ok, những cái cô mà dù có đẹp đi nữa đúng không, mà khó khăn trong cái vấn đề tình dục đó, sex đó, có nghĩa là nhiều người theo đuổi mà cuối cùng là họ theo đuổi trong một thời gian dài không có cho họ sex gì hết, đàn ông á, thì họ sẽ chán, họ bỏ đi, họ kiếm cô khác, đúng không? Đúng rồi, sao nữa? Thì coi như nó, nếu mà nó cái trường hợp mà có nhiều cô đẹp mà ở giá đó, Trang nghĩ rằng là khó khăn quá, mà bố mẹ mà khó khăn quá, con gái cũng ở giá bố luôn. Mẹ khó khăn hay không, Trang nghĩ không cho hấp sức mà bỏ đi thì cứ việc bỏ, thà ở giá. Nếu mà người đàng hoàng với mình, người ta cũng cưới mình, gần mình để yêu mình thôi, còn bỏ đi là Trang nghĩ đó, người đàn ông problem, là vấn đề là của họ. Mình không sợ nhé, mình không sợ. Mình không sợ là bởi vì sao? Tại vì mình sợ người ta bỏ mình, thành ra mình mới bị đau đó. Nếu mà muốn thì cưới bé đi, cưới em đi. Anh cưới đi thì em sẽ cho. Hồi xưa Trang lập gia đình, Trang nói Trang không biết có cái gì để cho ông xã cả. Ngoại trừ cái đấy để Trang tặng cho ông xã làm quà thôi. Thì Trang nghĩ cái đấy là quà. Đỡ dần mấy đời Trang yêu ai Trang cũng không cho. Tại vì đám hỏi rồi, xác Trang không cho. Tại vì Trang nghĩ cái đấy nó là quà, quà cho chồng của mình. Thành ra là ai là chồng của Trang mới được quà. Trang yêu mấy thì yêu, phải cưới Trang đi thì Trang mới cho. Còn không cưới thôi, Trang không cho là tại vì Trang nghĩ cái đó là quà. Đó là cái đơn giản mà nhờ cái đấy Trang lại được sướng. Sướng là sao? Sướng là tại vì con trai nó theo nhiều quá, nó hỏi cưới nhiều quá. Mình càng giữ gìn thì mình lại càng được yêu. Mà khi mình lấy rồi mà mình còn thật sự trong chắn, người đàn ông vẫn tin mình hơn chứ. That's why mình đi đâu nó cũng dễ hơn chứ. Trang nghĩ nó là như thế. Thì Trang lấy cái đó cái căn bản để Trang sống. Mình cũng có thể mình gần, mình ôm. Nhưng mà mình phải có cái strong, là bởi vì người đàn ông đến mình hỏi cưới mình chọn lựa. Người này cũng muốn cưới mình, người ta tin được mình. Tại vì khi mình yêu một người đó, mình gần gũi rồi, cái niềm tin của mấy ông ấy có thể là nó dễ với mình, nó cũng có thể dễ với người khác. Cái đó cái natural người ta thinking thôi. Mà người đàn ông chỉ có muốn là người đàn bà là trung thành với mình thôi, chỉ muốn cho riêng mình thôi. Thật ra Trang nghĩ rằng là nếu mà sau này mà giống như bạn giữ gìn được bao nhiêu, mà lấy người đó làm chồng mà mất lớp, thì cuộc sống của bạn nó vẫn tốt hơn, nó vẫn lành hơn. Và mình không có cái sự so sánh nhiều hơn thì cái tình dục của mình nó cũng được sướng hơn. Chứ nếu mình có nhiều người quá, mình nằm ông này mình nghĩ tới ông kia tốt hơn, nó cũng cực cho mình nữa. Tại người đàn ông người ta hay quên, mà người đàn bà khi mà gần người đàn ông á là hay nhớ về kỷ niệm lắm. Có khi người ta chết về một cái anh chàng đó, chỉ vì một nụ hôn, một cái nắm tay. Tại người ta chỉ có một thôi, người ta đâu có biết gì đâu. Đến lúc người ta ra, người ta bị tự tử, người ta cắp. Tại vì người ta coi cái người đó nó là vĩ đại quá. Còn những cái người Mỹ anh thấy nó quen, nó bỏ giống như là sung á, đi qua đi lại. Nhưng mà cái đó là trường hợp mà Kim Trang nói là có thể là một cái cô gái vẫn còn chinh tiết. Còn bây giờ cái trường hợp mà ok đã không có còn chinh tiết nữa thì làm sao? Thì mình càng giữ gìn càng lâu càng tốt. Nó rất là khó hơn là khi còn chinh tiết. Nhưng mà nếu mà mình bị break up, mình đến với một người đàn ông, thì mình cứ làm sao mình càng giữ càng lâu càng tốt. Kim Trang có nghĩ cái đó là cái nhu cầu không? Cũng có cái nhu cầu chứ. Thì mình bắt đầu, nếu mà mình cho rồi, mình phải tìm cách cái uyển chuyển. Có nhiều người dùng cái đó để chối một người đàn ông nữa. Dạ, Đăng Quang cũng đang tính nói về cái chuyện đó. Ok, nhưng như vậy thì bây giờ hỏi luôn. Bây giờ Kim Trang có nghĩ là người phụ nữ đó trong gia đình đó có thể dùng cái sex đó, cái tình dục để mà chói buộc người đàn ông, cái đó có lợi hay không? Cái lợi hay trong vấn đề gia đình, mình càng có sex càng tốt. Trang nghĩ là vậy, tại vì Trang thấy trong vợ chồng có dù cãi nhau, giận nhau bao nhiêu, nhưng mà sao? Nhưng mà khi mà đến mình make love được với nhau rồi, bao nhiêu cái phiền muộn nó tan biến hết. Trừ khi nào mà mình không có gần với nhau, gũi với nhau, mình dễ bị xa nhau lắm. That's why giận hờn bao nhiêu năm mà cứ gần được nhau, mất lớp được nhau, nó dễ xa bằng hơn. Tại cái đấy thật sự nó mang lại cái gần gũi cho mình. Kim Trang nghĩ vậy. Và đó là Kim Trang bao giờ cũng là quan trọng cả.
nó là quan trọng hàng đầu luôn đấy. Bởi vì cái đó nó mà làm cho mình thoải mái, làm cho mình nhớ, làm cho mình lưu luyến cả hai bên, nhất là vợ chồng rồi của nhau, nếu mình phải làm cách nào để cho gần, hoặc mình không gần, mình chỉ cần ôm chàng, nhõng nhẽo với chàng, nằm ôm thôi là người ta thích rồi, không cần phải làm tình. Nhưng mà nếu mà mình nằm, mình một mặt mình xoay đầu này rồi một mặt mình xoay đầu kia thì làm sao mà mình có được cái connect. Thành ra là Kim Trang vẫn khuyên, giận thì giận, nhất là nằm chung giường nhá, đừng có ra khỏi giường. Có nhiều người giận nhau xong nằm khỏi giường sao nó thành thói quen ăn được một ngày, hai ngày, ba ngày, mình phải triệt ngay từ đầu. Giận mấy thì giận cứ nằm chung giường, mặc dù là mình đầu này đầu kia, nhưng mà nó dễ mang lại cái tay cái chân nó chạm nhau, dễ mang lại cái nối hơn. Trang chẳng bao giờ thích nằm chung giường, chỉ có nằm riêng giường khi mình đang hạnh phúc thôi, mình thích thế. Ô hôm nay em muốn ngủ riêng, thế là ăn năn nỉ ăn tới thì cái đấy thì được, nhưng mà giận nhau không bao giờ nên nằm chung riêng giường, cái đó nó dễ xa nhau lắm. Thì cái đó là Trang nghĩ rằng là cái bí quyết để cho vợ chồng lâu dài và giữ được nhau mãi cho thế. Và hôm nay thì anh nghĩ là mình nói chuyện khoảng bao lâu mình sẽ trở lại không, với mình, mọi người? Dạ, bây giờ cái thời giờ nó đã hết rồi. Vâng, đúng rồi. Thành ra là Nam Quang rất là cảm ơn Trang tình yêu. Cảm ơn tất cả các bạn lần đầu tiên đến để ủng hộ. Có 36 người coi Kim Trang, không biết các bạn là ai, nhưng mà hãy cho những câu hỏi ngay bây giờ cũng được, để Nam Quang sau đó đọc cho Trang. Rồi các bạn lên chương trình giờ nào ngày nào, Trang sẽ tìm cái giờ cố định nhất, là tới giờ đó mọi người cứ tới đây từ 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 từ, Trang sẽ build thành một cái lớn để cho chúng ta có cái sự tản mạn. Đúng vậy, sắp tới đây, tại đây là cái chương trình đầu tiên mà chúng tôi thực hiện chung với nhau. Sau này chúng tôi sẽ kiếm ra được một cái khoảng thời gian nhất định trong tuần để cho quý vị biết là vào cái thời điểm đó, ngày đó, giờ đó chúng tôi lên để mà chúng tôi nói chuyện với lại quý vị. Thì vào hy vọng là lần sau quý vị đã chuẩn bị sẵn những cái câu hỏi mà quý vị cần được giải đáp, hoặc là những cần được như là hiến kế vậy không? Nếu mà quý vị cần những cái lời khuyên từ Trang tình yêu thì quý vị cứ chuẩn bị sẵn những câu hỏi thì Kim Trang sẽ sẵn sàng giải đáp. Không có câu hỏi gì là không có câu trả lời. Vâng, Kim Trang cảm ơn Tú Khanh nè, Michael nè, Sáu Anh nè, Mai Phạm nè. Ôi nhiều tên dễ thương lắm. Kim Trang, Kim Trang rất là cảm kích là mới lên lần đầu mà có 33 người, 34 người. Kim Trang thích ơi là thích luôn. Kim Trang muốn kịp tới có những câu hỏi của các bạn nha, hỏi tới Kim Trang để sau đó ấn đặt cái là có tên của bạn lên, rồi chúng mình cùng tham khảo ha. Cảm ơn, hẹn gặp lại, kịp tới sẽ nhắc cho mọi người nhé. Bye bye, Happy New Year, chúc mừng năm mới, thank you. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, Trust Media Network. Trang tình yêu nhé, Trang tình yêu. Bye bye. Cũng so far so good anh ha. Right. Được không? Ok ha.